Mời các bạn like và đăng ký kênh để đón những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Trend Trên Mobile ha. Hôm nay em về rất là nhiều dòng máy của nhiều thương hiệu khác nhau ha. Trước khi em đi vào máy thì em xin giới thiệu sơ về cái cách thức mua hàng của bên em ha. Thì mọi người gọi trực tiếp vào số điện thoại là 0834565430 hiển thị trên màn hình ha. Hoặc là nhắn tin Zalo. Mọi người gọi Zalo thì em nhiều khi em đi ra ngoài mất sóng á, mọi người đừng gọi Zalo ha, gọi trực tiếp vào số này. Hoặc là nhắn tin kêu em gọi lại cũng được. Thì bên em hình thức mua hàng bên em á, là cọc trước cái cạc 50 thì mọi người tự chịu ship ha. Còn 100 á, thì em sẽ bao ship cho mọi người ha. Máy thì một số dòng máy em sẽ có dán cường lực và tặng cộng sạc như này ha. Cộng sạc như này. Cộng iPhone, cộng Micro ha. Cộng của iPad. Cộng sạc thôi nha. Còn cốc sạc thì mọi người mua hoặc là mọi người sử dụng cốc ở nhà mình có sẵn ha. Hoặc với lại bao ship cho mọi người ha. Thì hôm nay em có rất là nhiều dòng máy và những cái hộp full box em còn lại ha. Đây là những cái máy full box hộp tí em khui hộp ra cho mọi người xem. Là hôm bữa em để mà em không để hộp á, để mọi người không biết bên trong hộp có gì. Thì hôm nay em sẽ khui cho mọi người coi. Là hôm nay có máy Oppo, Samsung, iPhone, Rizzo, máy tính bảng ha, iPad, Tab, Nokia, HTC, Xiaomi, LG, Intel, Mattel, Viettel, từ lưa theo hết. Tức là hôm nay có rất là nhiều máy cho mọi người chọn lựa ha. Thì em đi từ phải sang trái luôn ha. Thì đầu tiên cái cây máy này á là hôm bữa có cái video mọi người nhớ không? Cái video trước em có giới thiệu cái máy này là cái máy 5C. Mà nó nứt kính như thế này nè. Đó, nứt kính. Cái này nứt kính chứ không phải màn nha mọi người. Cái màn hình là nó hiển thị trong đây. Cái này là ép kính lại sử dụng bình thường ha. Nhưng mà em không ép kính, em bán giá sale cho mọi người. Máy là máy hàng bom nè. Bán giá sale cho mọi người là 450.000 ha. Ai lau sạch sẽ ha. Android phiên bản iOS 10 ha. Màn hiển thị đẹp nè. Mọi người thấy không? Màn hiển thị đẹp nè. Chỉ có nứt kính cái góc này nè. Cái góc này là ép kính là sử dụng bình thường. Hoặc là mọi người để dạy sử dụng bình thường ha. 5C. Cái này thiếu ốc là tí em gắn thêm nha. 5C thì cái này không phải là cái ốp lưng của nó đâu nha mọi người. Là nó là như vậy luôn á. Cái mẫu nó như vậy luôn á. Nó nhiều màu lắm. Màu trắng, màu xanh, màu hồng. Thì em có đây cây màu trắng. Bán cho mọi người là 450.000 sale bỏ luôn nha. Bỏ sim vào sử dụng bình thường. Nè loa nè lớn nè. Đó mọi người nghe không? Nghe gọi bình thường, phím vật lý ok hết nha. Trước đó em có sử dụng cái này là để làm máy phụ. Nhưng mà bây giờ là sale cho mọi người luôn để em test loa cho mọi người nha. 5C mọi người để nghe gọi bình thường hết không gì hết nha. Đó, loa nó cũng còn rất là lớn luôn nha. Gạt rung vẫn còn sử dụng được. Bỏ sim vào nghe gọi bình thường nha. Nè đây, là những số em gọi nè. Trước đó em dùng là máy phụ á. Nè em gọi rất là nhiều luôn ha. 450.000. Em cho mọi người cộng sạc nè. Và bao ship mọi người luôn ha. Thì tức là cái máy này em sale em không có lời máy này ha. Em bán là em lỗ cái này luôn á. Nhưng mà tại vì hàng bom về, hàng đến tay thì khách không nhận. Nhưng mà khách có cọc trước đó rồi. Nên trước đó là em bán cái này 550.000. Thì cọc 100.000 thì em trừ hẳn 100.000 đó cho mọi người luôn. Em lỗ tiền ship cho mọi người ha. Rồi. Tiếp theo là một cây Nokia 5. Mọi người nhớ cái này không? Trong video trước em có quay. Nhưng mà nó lỗi kỹ thuật. Em lấy về thì nó bị lỗi. Ban đầu lấy về thì test loa ok hết, bình thường hết. Nhưng mà khi mà quay lên á, thì cái loa ở ngoài nó không nghe. Em bán sale mọi người là 500. Mọi người về làm, sử dụng gì làm. Nó có một nước một lần kính nè. Đó. Em giới thiệu những cái máy từ ngẫu nhiên từ phải sang ha. TE151053. Em xem cái dung lượng của nó nè. 16GB, em hai bộ nhớ 16GB. Có vân tay ha, có vân tay vuốt ở đây nè. Nhưng mà cái loa ở ngoài nó không nghe được. Lúc đầu về thì nó nghe bình thường. Đây, nó không nghe được.
Đó, nó nghe cái tiết đó mọi người thấy không? Đó. Có thể là nó lỗi cái gì đó mà em không 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 biết được, nhưng mà khi mà xài hai sim nha, khi mà mở ra thì em rất là sợ, mở máy rất là sợ, bởi vì em không có mở máy sửa loa gì được. Thì lúc trong video trước thì em bán cái máy này 900, nhưng mà hư loa thì em bán giảm hẳn cho mọi người 400 ngàn để mọi người sửa, tự sửa nha. Là mọi người mua về ghim cái jack 3.5 lên đây mọi người nghe nhạc bình thường ha, hoặc là bluetooth qua nghe bình thường, bán cho mọi người là 500 ngàn ha. Làm cái này là em sale lỗ nha, em lấy về 800 ngàn em bán 900, mà bây giờ là sale còn 500 ngàn. Máy này là 5.5 inch ha. Thường mấy anh chị nói là cái màn bao nhiêu thì kia thì em đo em nói luôn ha, máy này 5.5 inch, tất cả chức năng ok hết, có một lần nứt và không loa, không loa ngoài nha, loa trong sử dụng bình thường, 500 ngàn. Cây này cũng là một cây máy bị bom về, cây này Nokia 5 thì mọi người có thể tải học ok hết nha. Cái này là sử dụng tới Android, nếu em nhớ không nhầm thì Android 7 hết ta, Android 9 luôn nha mọi người, Android 9 luôn nha, rất là rẻ, 500 ngàn, tặng cộng sạc mọi người luôn ha, cộng micro. Micro đây. Tiếp theo một cây HTC. HTC này là game hai bộ nhớ 8 GB, HTC Desire 526 Dual SIM, hai SIM đó. Màn hình là màn hình 5 inch. Màn 5 inch nha. Sử dụng Android 4 4 chấm thì mình có thể Facebook, YouTube, Zalo bình thường hết ha. Mọi chức năng ok. Cái máy này cũng là một cái máy bom, mà máy bom thì em khá là khó chịu, mà dù cọc rồi ha, thì em bán với giá là 500 ngàn sale luôn, sale lỗ vốn cái này luôn nha, 500 ngàn cũng tặng cộng sạc luôn nha, 500 ngàn. Tiếp theo là một cái HTC xịn sò, có bảo mật vân tay, vân tay nó nằm ở cái phím home này nè, cái mở một vân tay của nó, thì RAM 3, bộ nhớ 32 GB, máy full ok hết, tất cả phím bấm ok nha. Màn hình là màn màn 5.5 inch luôn, tất cả ok, RAM 3, bộ nhớ 32 GB, Android 7 nha. Học Zoom, Zalo, Facebook, YouTube bình thường ha, không có bị lỗi gì hết, nghe gọi ok. Máy sử dụng một sim. Màn 5.5 rất là to nha, màn tròn rất là to. Ngoại hình thì có xước một số chỗ nha, nhưng mà nhìn chung tổng thể máy này nhìn rất là sang. HTC, anh quên quên giới thiệu cái đời máy cho mọi người. HTC 10 Evo. Nhiều dòng lắm mọi người, em không biết nó là tên gì nên em phải coi lại nha. Màn 5.5 inch, màn hiển thị rất là đẹp, một sim, có thể nhớ đi kèm, có gắn thẻ nhớ, có khay gắn thẻ nhớ nha. Mà 32 GB thì mọi người xài máy phụ là ngon lành rồi, ok rồi. Chụp hình này. Đó. Bên trước, bên sau. À, chụp hình rất là rõ ha. Có bằng một vân tay ở dưới đây ha, mọi người tự về khám phá nha. Thì em bán với giá là 1.350.000 nha. 1.350.000. Sạc là sạc Type-C. Thì em cũng tặng cái cọng sạc Type-C và bao ship cho mọi người ha, 1.350.000, ba bộ nhớ 32 GB. Tiếp theo là một cái Xiaomi Redmi Note 3. Cái này thì trong video trước em cũng có giới thiệu ha, mặt lưng thì nó hơi xấu, nhưng mà để em đi dán lại cái lưng cho mọi người ha, cho nó đẹp lên. Dán lại, em dán lại mà em không ăn thêm cái tiền dán đâu nha. RAM 2 bộ nhớ 16 GB. Màn hình là 5.5 inch. Mọi người đo xéo nè, một inch của nó bằng cỡ hai hai bằng là 2,5 cm, đo xéo là mình sẽ ra số inch nha, 5,5 inch.
RAM 2 và nhớ 16 GB. RAM 2 và nhớ 16 GB. Chạy Android là 6 chấm thì mình có từ Android 4 chấm trở lên. Như Android 4 chấm trở lên là mình có thể học được bình thường lắm mọi người. Học Zoom, Meet, Zalo, Facebook, YouTube bình thường hết ha. Thì màn nó là màn zin nè, màn zin thì nó có hơi ám hồng nhẹ. Ám hồng nhẹ nhưng mà nó hiển thị rất là đẹp. Cái màn em có dán kính cường lực cho đừng có xước chày á, mọi người không thích thì mọi người cứ gỡ ra dán lại cái khác ha. Em sẽ dán cái lưng cho mọi người luôn ha, khi mà đi đơn thì mọi người nhắc em giúp giúp em ha. Thì cũng tặng cộng sạc và bo ship ha. Giá máy là 800 ngàn ha. Để em xem nó bao nhiêu sim. Tất cả phím bấm ok nè nha. Trở về. Xiaomi Redmi Note 3 rất là nhạy. Hai sim nha, máy sử dụng hai sim. Loa nè. Test loa luôn nha. Loa nó lớn nha. Bán cho mọi người là 800 ngàn ha. Bao gồm sạc, bao ship và dán mặt sau cho mọi người. Tiếp theo một cây LG. LG màn hình cong. À cái lưng cong màn hình thẳng nha mọi người. Em sorry. Thì cái nút nguồn ở sau, camera và phím tăng giảm âm lượng ở cũng ở sau luôn ha, nút nguồn. Này bấm nguồn. Trừ nè. Lớn rất là lớn nè. Cái này là cho ông bà nghe gọi ngon lành luôn. Hôm nay á, là tri ân mọi người trong tháng vừa rồi là ủng hộ shop em rất là nhiều máy. Thì em máy nào ha, máy nào mà bộ nhớ 8 GB ngoài iPhone ra nha. iPhone không gắn được thẻ nhớ nha mọi người. Mọi người nhớ giùm em nha. Ngoài iPhone ra thì tất cả dòng máy mà 8 GB thì em sẽ tặng cho thêm một cái thẻ nhớ 16 GB em tặng nha. Tặng cho mọi người ha. Chứ không có tính tiền cái thẻ nhớ đó, thẻ nhớ đi ra ngoài mua cũng năm mấy 60 ngàn rồi. 8 GB nha mọi người. Còn 16 GB trở lên em không có tặng nha. SWC, SWC đây cái máy. Một sim. Đây. Android của nó là Android 6. Thì Android 6 mọi người có thể tải những nhiều rất là nhiều ứng dụng ha, để học hành, Zoom Meet đều tải được nha mọi người. Zalo, Facebook, YouTube. À, Zoom thôi nha, Meet thì em không biết cái này có tải được hay không. Sorry mọi người. Đây. Cái máy này là 8 GB, RAM 2 bộ nhớ 8 GB thì em sẽ tặng cho một cái thẻ nhớ cho mọi người ha. Để xem cái khay của nó. Cái này là như là à đây nè. Mình phải mở cái nắp lưng mà nó không có. Nó cái đời nó hơi cũ tí. 800 ngàn. Đây. Cái thẻ nhớ bên đây và SIM bên đây. Hai sim thẻ nhớ nha mọi người. Đây sim 1 nè, micro sim nè, sim 2 nè, số 2 nè, đây là số 1 nè đó. Pin của nó là pin 2500. LG công đi ha. SWC đó, tất cả chức năng ok nha, để test cho mọi người thêm máy ảnh chỉnh cho full sale đó, ok hết nha. Kéo lên thì mọi người bấm này đấy, mọi người 800 ngàn ha. Sạc là sạc micro thì cũng là cộng sạc và bao ship ha. Cộng sạc, à em quên nói là bên shop em có một phần quà lưu niệm nho nhỏ ha, để cảm ơn và tri ân mọi người ha. Đó là món quà ngẫu nhiên thôi, mọi người hỏi, nhiều khi mọi người hỏi đó là cái gì vậy thì em cũng không biết trả lời sao. Thì ý là có quà ngẫu nhiên thì em tặng thôi, chứ mọi người đừng đừng hỏi ha. Về mở ra xem đi, nó bí mật hơn, nó vui hơn. 800 ngàn nha.
cây Oppo Neo 7 này nó gần hết pin, em giới thiệu nó luôn ha. Oppo Neo 7 thì cái ốp không phải của nó. Em có dư cái ốp này nè. Đây, mà nó vừa khính cái volume và cái nút nguồn luôn. Nó mở lên được nha. Pin dưới mức 2%, vui lòng sạc. Oppo Neo 7 thì nó chạy là RAM 1GB và bộ nhớ là 8GB. Để Zalo, Facebook, YouTube bình thường. Ê, bộ nhớ 16GB mọi người. Bộ nhớ 16GB. Chạy một sim nha. Android là 5. A33WF. FW. Đây, sim Viettel. Em bỏ sẵn cái sim vô cho mọi người test mọi người nè. Đáng mọi người là 550.000 nha. Tặng cộng sạc và bao ship, mọi người cộng 100. Cái sau lưng nó hơi dơ tí. Cái này là dơ, mình chùi được nha. Viền viết thì máy cũ mà mọi người, máy này là máy cũ nha, nên nó có một số xước móp nhẹ. Chủ yếu là mình sử dụng máy ok là được rồi. Zalo, Facebook, YouTube mọi người tải ok hết. Đây, em đây. Đó, cam trước, cam sau nha. Ok hết nha. Cái này là cái ánh đèn nó gọi xuống á, thì ngay chỗ này là đen. Đó, này nè, sáng nè ha. Tất cả chức năng ok. Rồi hết pin. Nãy còn pin mà mới sạc lên tí à. Để quên nó luôn. Bán mọi người là 550.000 nha. 550.000 Oppo Neo 7. Hàng trên này chưa. Tiếp theo là một cái máy. Chết mồ à. Nãy giờ nó cấn máy à. Rồi, ôi sao kỳ vậy. Ôi cái này bị mật khẩu màn hình rồi, em để em xử lý rồi em giới thiệu mọi người sau nha. Tiếp theo là cây Gen 2 Frame. Thì cây này cũng bị mật khẩu màn hình của khách quên á. Khách để trong tủ lâu quá, khách sử dụng xong khách để trong tủ lâu quá xong rồi đem ra bị mật khẩu. Thì em sẽ chạy lại mật khẩu này ha. Gen 2 Frame thì game 1 bữa nhớ 8GB. Thì em có tặng kèm thẻ nhớ cho mọi người. Thẻ nhớ 16GB ha. Cây này là em bán 650.000. Một sim một sóng. Một sim một thẻ nhớ đây. Còn tem bảo hành 650.000. Để em chạy lại mật khẩu rồi em báo mọi người sau ha. Thì ai cần tìm hiểu cái máy này thì có thể nhắn tin Zalo cho em ha. Mai em mở mật khẩu ra. Tiếp theo một cây J500 thì Zalo, Facebook, YouTube bình thường ha. Nó ám nhẹ khúc này ha. Thì màn này là màn màn 5 inch. Để em xem nha. Đợt này mọi người không cần lo về bộ nhớ của nó luôn. Bộ nhớ 8GB là em sẽ tặng thẻ nhớ 16GB hết. Mọi người ơi, cũng tùy đợt để em tặng nha. Tại vì trong tháng rồi thì mọi người ủng hộ em nhiều đó. Thì những khách mà mua mà có bộ nhớ 8GB thì đừng có đòi cái thẻ nhớ 16GB giúp em. Ví dụ mọi người muốn mua cái gì thêm hoặc là mọi người em sẽ hỗ trợ cái thẻ nhớ đó, giá rất là rẻ luôn cho mọi người ha. Đây em sẽ tặng cái con này là cái thẻ nhớ. Tại vì em bán từng đợt á chứ mình không có thể so sánh đợt này đợt kia. Tại đợt này em cũng về thẻ nhớ 16GB để tri ân mọi người thôi. Một sim nha. Tất cả ok hết. Đó, cam rất là đẹp nè. Đó. Cam trước cam sau đều ok hết nha. Tất cả phím bấm ok. Loa lớn nha. Em cho mọi người nghe loa nha. Hôm nay em test máy hơi kỹ tí nè. Đó. Để tặng ông bà cũng ok lắm. J500. Đây là cái nó mở ốp lưng phía sau nha. Đây, xin một thẻ nhớ nha. Bán cho mọi người là 750.000 nha. 750.000. Nó có chóc sơn nè. J500 để em xem em có cái viền không thì em tặng mọi người luôn. Có cộng sạc đi kèm, một phần quà lưu niệm và bao ship 750.000. Tiếp
theo là một cái máy iPhone 5G. iCloud hiện sử dụng bình thường, iCloud hiện nha. Nhưng mà khi mà mình đăng nhập vào đây nè, để em vào Wi-Fi cái đó. Khi mà tải ứng dụng á, bây giờ iCloud thì nó chỉ để tải ứng dụng thôi ha. Để em giới thiệu sơ cái ngoại hình máy ha. Ngoại hình máy có nước kính một đường nhẹ vậy nè, nước kính một đường nhẹ. Đây là cái cường lực em dán thì nó sẽ chân chu ở phía trên và nó ảnh hưởng không ảnh hưởng nha, nó chỉ xước qua thôi. Đây, nó không ảnh hưởng tới cảm ứng nha. Đây, cảm ứng bình thường nha, nó chỉ vậy thôi chứ không gì hết. Loa ok hết ha, tất cả chức năng ok hết. Đây đó, ngoại hình nó còn rất là đẹp nha, đó. Màu đen iCloud hiện. Và khi mà mọi người tải app á, Zalo, Facebook, YouTube, Messenger em tải sẵn hết. Khi mà mọi người tải app thì mọi người vào đây nè, mọi người đăng nhập cái lao vào đây. Rồi sau đó mọi người vào chữ A nè, App Store nè. Để mọi người cần tải gì thì mọi người vào đây tải bình thường hết nha. Màn có ám hồng ha. Cái máy này em sale rẻ cho mọi người thôi, 550 ngàn. Nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube bình thường ha. Mà YouTube á, mình không xài bằng app được nữa thì mình có nhiều máy thì nó có sẵn thì mình cứ xài nha. Nhưng mà bây giờ là nó xài bằng Safari thôi. Em sẽ lôi cái YouTube Safari này ra cho mọi người luôn. Đây, để mà màn hình nha. Tại vì 5G là nó không có cho xài cái thằng YouTube đỏ bình thường nữa. Xài Safari thôi. Vẫn xem YouTube bình thường nha. Năm trăm năm mươi ngàn ha, mua nhanh kẹo hết nha mọi người. Rồi tiếp theo là một cây tám năm năm mét 800.000. Có một lần nứt nhẹ trên và một lần nứt ngang, sử dụng bình thường không ảnh hưởng cảm ứng. Cường lực đã dán sẵn nha, tất cả chức năng ok nè. Cái này cũng em cũng đang làm máy phụ nè, máy phụ nghe gọi với mọi người đó. Đây em test cảm ứng cho mọi người ha, bình thường hết ha. Đây bình thường nè. Rồi, cam ok nè, cam bình thường nè, loa bình thường nè, em test loa cho mọi người không. Kể chức năng ok. 5S thì nó dùng YouTube đỏ bình thường ha mọi người, từ 5G trở xuống thì nó không còn YouTube đỏ mà mình xài bằng Safari. Còn 5S thì mình dạ xài YouTube đỏ. Thì khi mà đi máy thì em sẽ tải sẵn những cái ứng dụng nhẹ cho mọi người, một số game nhẹ. Đây, ngoại hình con máy này là đẹp đó mọi người, đẹp. Nhìn tổng thể là đẹp. Có tầm 96 97% theo em đánh giá thôi. Còn nó chỉ một cái lần nước ngay đây và một lần nước nhẹ ở đây, không ảnh hưởng máy ha. Còn vân tay luôn, máy còn vân tay, đếm test vân tay mọi người xem. Đây còn vân tay nè mọi người thấy không đó. Em bán mọi người là 800 ngàn ha, có kèm cộng sạc như này ha, bao ship 800 ngàn. 5S màu gold, có nước nhẹ, nước một đường nhẹ, cảm ứng bình thường, không không bị ảnh hưởng. 800 ngàn. Tiếp theo là iPhone cho nó hết đi ha mọi người ha. Một cây 5SE, mọi người nhớ cây này không? Cây này là lần trước là em quay mà nó bị hết pin đó. Đây, coi ngoại hình sơ của nó nha. Màu hồng nam tính. Đây, màu hồng nam tính mạnh mẽ. Có mớp gốc nha, có mớp 4 gốc. Đó thì mọi người ốp chùm cái ốp vô là ok. Đây mặt lưng thì còn đẹp mà có một cái lần xước nhẹ là mọi người thấy không. Cái này là do em soi kỹ á mọi người, chứ mọi người để thường là người ta ổn máy người ta dùng ốp. 5SE thì ra đời là cùng dòng với 6S á, 6S xong rồi tới nó.
tất cả phím bấm ok, màn hình hiển thị đẹp. Cái máy này là quốc tế 64 GB. iCloud sạch sẽ, bao mọi người reset như thế nào cũng được trơn á. Vân tay còn nha mọi người. Vân tay còn nha. Mà hôi quá cái nó không có nhận luôn. Vân tay sử dụng bình thường. Đó, vô nha. 64 GB. Máy LL. Phiên bản là Android 15 luôn. Máy LL 64 GB. Tiếp theo là mình coi gì đây. Pin 91% thì bao bao la tình đời sử dụng đi. Màn hình hiển thị đẹp, không bị ám ố nha mọi người. Đây, cảm ứng ok. Đây. Khá là nhạy luôn. Đây, cảm ứng ok hết nha. Tiếp theo là camera. Ok. Cam trước. Hello. Cam sau, ok. 64 GB máy quốc tế LL ha. Nó chỉ mốt góc tí nhẹ thôi chứ nó không gì hết. Em bán với giá là 1.750.000 nha, 5 mấy đa nha. Cây này hiếm lắm mới có một cây màu hồng nam tính như thế này. 1.750.000. Cái này thì em tặng cho mọi người một bộ sạc. Đây, góc sạc cho nó nè. Một bộ sạc, một phần quà lưu niệm và bao ship cộng 100 đi đơn, 1.750.000. Giá rất là cạnh tranh. Tiếp theo là một cây Samsung Galaxy Note 4. Tất cả phím bấm ok, cam đây. Ok. Nó có bị ám ám toàn màn hình nha, ám nhẹ, rất là nhẹ luôn, mọi người soi kỹ mới thấy nha. Ngoài ra là ok hết, không có bị gì khác. Phím bấm ok nè, mọi người thấy nó hơi ám hồng nhẹ tí nè. Đây là cây Note 4 nha. Viền viết thì nó có chóp sơn, nó không có đẹp keng như cái cây lần trước em bán cho mọi người. Thì em bán cái này rẻ thôi, là 1.200.000. 1.200.000 nha. Em cũng tặng cộng sạc và bao tiền ship. Đây mọi người rút kiếm ra. Xịt đây. Ghi ra. J&J Mobile. Chữ khá là xấu. Đây là tên của em. Đó. Chữ khá là xấu. Xóa 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 xóa. Cái này là để cho bé học vẽ ha. Hồi nhỏ em vẽ điểm em rất là lớn nha mọi người. Lúc lớp 1 em vẽ là 9 điểm. Còn ai ngày xưa em vẽ như thế này là 9 điểm nè. Còn khi mà lên lớp 5 em cũng vẽ hình y chang luôn thì bị 1 điểm nha. Nói rất là xèm. Cái viết S-Pen dùng rất là mượt mọi người. Người rút ra là nó sẽ tự hiển thị. Để cho mọi người xem cái lưng, nắp lưng. Đây. Note 4 nha chứ không phải Note 4S. Lần trước em bán cây cho mọi người là Note 4S là 1.350.000 đó. Còn cái cây này là Note 4. À, một sim, một thẻ nhớ. À, em quên nói cái RAM bộ nhớ của nó là 32 GB nha mọi người. Bộ nhớ 32 GB. Màn hiển thị đẹp. 32 GB đây. Đây, 1.200.000. Tiếp theo là một cây Oppo F1S. Oppo F1S thì cái cây này cũng không phải là cái ốp lưng của nó nha. Em mở ra em. Máy đẹp keng 9899. Màn hiển thị đẹp nha, không có ám ố nha, tất cả chức năng ok hết. RAM 3 bộ nhớ 32 GB. Oppo F1S nha. Có dấu vân tay. Vân tay là chắc ở đây nè. Vân tay mình cài đặt, mọi người tự về nghiên cứu nha, vân tay cài đặt đây nè, thêm một vân tay nè. RAM 3 mình nhớ 32 GB, màn hiển thị đẹp, chụp hình. Em có dán cường lực sẵn không nha. Cam ok, mọi thứ ok. Máy đẹp cỡ 98-99%. Em 3 mình nhớ 32. Dùng hai sim nha.
đây ốp lưng đính kèm của nó. Tại vì em không có ốp của nó sẵn thì cái ốp gần nó gần giống nó nhất thì em cho ốp vô thôi. Tặng thêm cho mọi người ha. Cái máy này thì em chỉ tặng cộng sạc nha và bao ship F1 ốp. Bán với giá là 1.250.000 nha. 1.250.000 RAM 3 và nhớ 32 GB. Tiếp theo là F1 Plus, F1 Plus, Oppo F1 Plus. Thì cái máy này nó hơi mỏng hơn tí nè. RAM 4 và nhớ 64 GB. Nó cũng dùng Miro luôn nha. Màn hình hiển thị đẹp, nó là X9009. Màn đẹp nên khi mà ánh sáng nó hơi bị chói thì ở trong cái video thì nó sẽ giật, nhưng mà ở ngoài rất là đẹp nha mọi người. RAM 4 và nhớ 64 GB. Bán mọi người là 1.450.000. Màn này là màn 5.5 inch, màn rất là lớn nha. Học online thì bao rồi, mấy cái máy này là học online chơi game bao hết. RAM 4 luôn á, 4 mà nhớ 64. Em bán mọi người là 1.450.000 nha. Kem kiết ok hết, có dán cường lực sẵn, cộng sạc và bao ship nào cũng vậy hết. Được cái bộ nhớ tới 64 GB lận. Tiếp theo là một cây Show Plus. Em giới thiệu máy ở trên đây trước rồi, trong hộp sau nha mọi người. Một cây Show Plus, ngoại hình là tương đối đẹp luôn, mà nó có hai cái lỗi. Đó, ngoại hình là vỏ là mới luôn à. Đó, vỏ như mới luôn. Em bán với giá là 1.550.000. Vì sao em bán với giá này? Lúc trước là em bán cho mọi người, thường cái máy này là em bán 1 triệu 9, 1 triệu 8, 1 triệu 9. Nhưng mà ở đây là em sale với giá 1 triệu 550. Thứ nhất là cái gạt rung của nó không ăn. Và em rất là ngại mở máy ra nha mọi người. Em không không có mở máy ra đâu. Kem bình thường hết nè. Màn này là màn thay. Màn màn thay. Đây, hiển thị cũng rất là đẹp. Tất cả ok hết. Nhưng mà nó bị một đường chính giữa. Không phải là trên hiển thị nha, mà nó bị một đường chính giữa là một đường cảm ứng á. Đây, khi mà em kéo lên đây nè, và nó rớt ở đây nè. Đó, kéo lên bình thường. Kéo tới đây cái nó rớt. Nó không lên được. Đó. Nó có một cái đường nhỏ thì nó lên được. Nhưng mà bấm á thì bình thường. Đây mọi người bấm nè. Em bấm cho mọi người nè. Đó, bấm bình thường hết nha. Máy nghe gọi bình thường hết. Nhưng mà khi mà cái một cái đường cảm ứng đây nè, khi mình chơi game bình thường nhưng mà mình kéo qua kéo lại thì không được. Có một đường nó bị liệt cảm ứng, một đường chính màn hình. Nhưng mà thay một cái màn như vậy á, là rất là mắc. Giá rất là cao nên em không có thay. Số lớp nha. Hàng xách tay 16 GB. Máy sạch sẽ không ai lao. Để em chỉnh cái màn hình nó hơi bự tí nha, cái hiển thị. Máy móc vân tay. Pin là pin mới thay luôn. Em nó bị vậy nên em bán sale quá chứ nó vẫn xài sử dụng bình thường nha. Nè. Đây. Đây, hiển thị bự nha. Nó màn rất là sáng luôn. 1.550.000 ha. Em chỉ tặng cộng sạc thôi nha. Cộng sạc của nó là nó sạc chung với dòng 5, dòng 5, dòng 6, dòng 7, dòng 8. 1.550.000 em tặng cộng sạc và bao ship nha. Cái máy này là em sale nên em không bảo hành cho mọi người nha. Nhưng mà mọi người sử dụng bình thường hết, không gì hết. Cái máy này và cây 8 plus em sale đó, 6 plus. Tiếp theo là cây máy 6 plus. Em cũng sale luôn nha. 64 GB ngoại hình nè. 64 GB còn vân tay máy yêu eo, tất cả chức năng ok. Cây này là em sale, em thu khách em sale, em không bảo hành nha mọi người. Nhưng mà vẫn xài bình thường hết, không bị gì nha. 8 plus 64 GB vân tay nhạy nha. Mấy cái máy xách tay này em không bỏ hành. Pin 98% pin mới nha. Ok. Chu tuân bình thường. 64 GB còn vân tay. Máy sạch sẽ không ai lao bao reset. Bán sale với giá là 4.6 triệu nha. 4.6 triệu có cường lực ốp lưng cộng sạc và bao ship.
giá rất là rẻ luôn nha mọi người, so với cửa hàng ở bên ngoài người ta bán. Em sale mà, cái này em sale, mọi người mua được về xài thì về thì xài nghe nhạc học hành ok hết, ổn hết nha. Mấy mọi người reset mấy dòng cũng được, tất cả ok nè, nhưng mà em sale nên em không có hành, giá sale là giá không có hành. Nói vậy thôi chứ mọi người vẫn xài ổn chứ không có bị lỗi đâu. Tiếp theo là cây Fuji, Fusu, Fuisu, máy Nhật Bản sắp tay nha, iPad, máy tính bảng trong hai iPad. Màn hình là 7 inch. Đây. Phiên bản Android 6 thì mình cũng vẫn học online bình thường nha. Bộ nhớ 16 GB, hên quá không tặng hãy nhớ cái này. Cam ok nè. Để em xem nó có sử dụng SIM được hay không nha. Wow, sử dụng được hai SIM nha. Máy này là máy của Nhật, xách tay của Nhật và còn nguyên si chưa có bung. Ok nè. Đây 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 cái khay mở SIM nè. Phải không trời? Đúng rồi, nó là cái khay mở SIM đó. Đây, hai SIM để đây. Hai SIM, hãy nhớ. Đồ của Nhật nên mọi người yên tâm về chất lượng. Em bán cái này với giá là 700 ngàn nha. Có SIM, hai SIM nghe gọi luôn. 16 GB. Ê, 800 ngàn, nhầm nha mọi người, 700 ngàn là giá em thu khách. 800 ngàn. Này giống như cái điện thoại bự vậy đó. Hai SIM, hai sóng nghe gọi ok. Camera ok 16 GB. Để em test cái phần âm thanh cho mọi người. 800 ngàn. Android học bình thường. Cái loa nè, loa nó nằm đây nè. Bán mọi người là 800 ngàn và bao gồm sạc và bao ship nha. Thì thường những dòng máy tính bảng này á, cái tiền ship nó cao hơn cái điện thoại nhiều nên mọi người đừng có trả giá nhiều, tội nghiệp em út nó. 800 ngàn cho một máy tính bảng. Tiếp theo là một cái iPad mini em mới lấy về hôm nay. iPad mini 1. Bán cho mọi người là 1 triệu nha. Có cộng sạc, cốc sạc. À, những cái dòng iPad đó thì em sẽ tặng cho mọi người bộ sạc nha, chứ không phải riêng cái cọng cáp không đâu. Em tặng con cốc luôn, em chơi sang với mọi người luôn, em tặng một bộ sạc nha. Tại vì những dòng iPad đó thì cái pin của nó lớn thì mình phải sạc những cái con cốc mà nó tốt, chứ không có thể nào sạc những cái con cốc mà cùi bắp được. Để mọi người mua những cái con cốc cùi đó, thì sạc nó khó, rất là khó lên đó, nên em tặng một cái cụm gì nè với bao ship cho mọi người. Em bán với giá là 1 triệu nha. Máy full chức năng không có bị gì hết, 16 GB, màn hình hiển thị đẹp. Tất cả phím bấm ok nha. Bản này là bản dùng wifi, 16 GB dùng wifi. Không có khay gắn sim nha. Chứ có bản gắn sim thì em đã bán hết rồi. Tiếp theo là một cây Samsung Tab T561i. Bỏ SIM nghe gọi được bình thường nha. Cái màn này rất là to, màn này học online rất là êm. Màn 9.5 inch. Màn iPad là 8 inch nha mọi người. Còn cái màn của thằng Samsung là 9.5. 9.5 inch. Nó dùng Android là Android 7 nha. Android 7 là chiến game ok hết và có SIM, bỏ SIM để nghe gọi luôn. Thì RAM 2. Bộ nhớ là 8 GB. Em có tặng kèm thẻ nhớ 16 GB. Đây. Đây bộ nhớ của nó nè. 8 GB nè, em tặng kèm bộ nhớ cái thẻ nhớ là 16 GB nè. 8 GB là em tặng hết. RAM ok hết. Cái này có cả
Sim sóng nghe gọi luôn nha mọi người. Cái điện thoại bự. À mọi người lưu ý giúp em là ví dụ những cái tab á, nằm máy tính bảng của Android á thì nó bỏ sim vào nghe gọi được. Còn của thằng Samsung á, cái thằng Apple á thì nó bỏ sim, nó chỉ dùng sim 4G để lên mạng thôi, nó không có nghe gọi được nha. Cái này khai sim, khai thẻ nhớ ở đây nè. Khai sim đây nè, nghe gọi bình thường luôn cái mày. Cái máy rất là to nha. To. Tặng bộ sạc cho mọi người bao ship nha. Tiền tiền ship không cũng mấy chục ngàn à. 1.450.000. À sorry mọi người, em lại báo giá mua nữa. 1.550.000 nha. Em lại báo giá em mua nữa, một cây em lãi 100.000 thôi đó mọi người. Tiếp theo là một cây iPad 3 đẹp keng xà beng luôn. Cây này là mới bóc keo. Đây. Zin 100% nha. Cây này là khách khách xịn sử dụng. Đây, mọi người nhìn nhìn thấy cái keo của nó nè. Nếu như mà cái màn hình đã bóc ra rồi á thì nó sẽ có những cái xước keo, không bao giờ mà nó nguyên vẹn mà nó đẹp như thế này hết. Đó, mọi người nhìn thấy không? Máy này là máy chưa bung à, gọi là nguyên zin luôn đó mọi người. iPad 3 32 GB bản wifi không dùng sim. Đẹp là cỡ 99% quá. Theo em nhận xét là đẹp 99%. Thì màn hình iPad 3 nó sẽ rơi vào là 9,9,5 inch, có 9 inch rưỡi đó. 9,5 inch. Ôi, hết pin. Hồi nãy là em mở lên là nó còn 2%. À, bộ nhớ là 32 GB nha. Để em sạc pin xong rồi em sẽ báo lại mọi người ha. Tất cả phím bấm ok hết, tất cả chức năng ok hết. 32 GB. Đây, bản 32 GB đây. iPad 3 nha. Em bán với giá là 1 triệu 8 nha. Tại máy đẹp keng. Em tặng bộ sạc cho mọi người. Đây, cọng sạc và cốc sạc. Một phần quà lưu niệm và bao ship nha. Cái tiền ship cái máy này á, hôm bữa em gửi là cũng mấy chục nữa đó. Rất là nặng. Em gói vô là nó cỡ tầm 1,5 kg. Đây, tiếp theo là em để cái máy. Đây, tiếp theo là những cây full box nha. Lần trước em có về là 11 máy. Bây giờ là còn 2, 4, 6 máy thôi. Đầu tiên là một cây FPT full box. Hàng công ty sale FPT X6 nha. Tại vì em lột cái keo này ra lần trước cho mọi người test đó. Thì RAM của nó FPT X6 là Android 6. Máy 216 nha. RAM 1 và bộ nhớ là nó bằng với chơi 2 frame đó mọi người. Bộ nhớ là 8 GB. Mọi người cũng không cần quan tâm bộ nhớ luôn, vì em sẽ tặng cho mọi người một cái thẻ nhớ 16 GB. Yên tâm. Mọi người nhớ nhắc em nha. Thấy nhiều khi em quên quá. Đây, màn hình là màn hình 5 inch nha. Đây nó có cái hộp, nó có ghi trên đây. Màn 5 inch RAM 1, à RAM 1 bộ nhớ là 8 GB nha. Camera là hai camera, hai SIM. Kết nối wifi, hãy nhớ là nó hỗ trợ lên 32 GB, pin 2.500. Mà em tặng mọi người 16 GB thôi nha, đừng đòi thêm. Đây cái hộp của nó là có cốc sạc luôn nè. Cái con nào trong hộp mới có tặng cốc sạc cho mọi người. Ngoài ra em không có tặng cốc sạc nha, tại cốc sạc nó mắc lắm. Có trong hộp thì em sale thôi. Cái máy này là 800 ngàn nha. 800 ngàn thôi. FPT X6. Cốc sạc của nó nè, cộng sạc nè và tai nghe luôn. Full box như nào thì em để như đó cho mọi người ha, và một cái sách hướng dẫn sử dụng. Đây là FPT X6. À, nó có trên đây nè. Màn hình công IPS là 2.5D. Tiếp theo là một cây máy Viettel. Đây, hai sim hai sóng nha, màu xanh blue. Đây, Android 6 ha, hai sim nha. RAM 1, bộ nhớ 8 nhưng mà em sẽ tặng 16 GB nữa. Pin là 2.000 nha. Cái này là máy mới 100% nha mọi người. Cái seal của nó em chưa bóc nữa nè. Mọi người thấy cái seal không? Đây, mới keng nè mọi người thấy không? Đó. Keng luôn. Em không có bóc siêu để mọi người tự về mọi người bóc nha. Thì máy là máy mới 100% full box 800 ngàn.
mấy cái máy full box em bán 800 hết nha mọi người. Đó. Tất cả chức năng ok, phím bấm ok. Học online bình thường á, Android nó chạy từ Android 7 trở lên không à. Máy full box thì nó chạy từ Android 7 thôi. Máy Viettel nó giữ sử dụng 4G bình thường nha. Thì trong cái hộp này nó sẽ có là cái tai nghe nè, nó chưa gỡ ra luôn nha, tai nghe sạc, cọng sạc của nó nè, cốc sạc, full box, là một cái sách hướng dẫn sử dụng. Tám trăm ngàn và em tặng cái thẻ nhớ 16 GB nha, cộng 100 ngàn em bao ship cho mọi người đi tới Hà Nội, Bắc Giang gì cũng đi hết. Tiếp theo là một cái máy FPTX7 thì cũng là RAM 1 nhớ 8, hai SIM, màn hình 5 chấm và Android là Android 6. Đây. Pin là pin 2200. Người không cần lo về pin bởi vì cái máy là nó mới 100% nên cái pin nó không sử dụng nha. Rất là cầm. Zalo, Facebook, YouTube là mọi người chơi lén, màn 5 inch. Đây. Đây là cọng sạc của nó nè, tai nghe nè. Và một cái cốc tai nghe này hôm bữa em mở ra em thử nghe rất là lớn luôn mọi người. Cái bọc này. Đó là cái bóc của nó. Đi là đi một hộp bự chà bá vậy mọi người. Tiếp theo một cây mắt theo. Hai cây mắt theo em có màu vàng và màu hồng. Em còn lại hai máy thôi. Mắt theo Uno Q5 là cũng là Android 7 nha. Camera là 5, RAM 1, bộ nhớ 8. Bộ nhớ 8 thì em sẽ tặng cho mọi người thẻ nhớ 16. Đây là 2500 pin. Đây, trong cái hộp full box của nó có ghi nè, một điện thoại, một pin, một sạc, một cáp, một tai nghe, một ốp, một sách hướng dẫn. Thế mình mở ra xem nha. Đây, một điện thoại nè. Điện thoại là đẹp 100% nha. Mattel Uno Q5 Plus. Đây. Một cái ốp, ốp lưng mới 100%. Đây. Đó, một cái ốp lưng nha. Nó tặng full luôn đó chứ. Một sách hướng dẫn sử dụng, thẻ bảo hành nhưng mà em chỉ bảo hành 1 tháng thôi mọi người. Tại máy rẻ mà, máy tương đối rẻ. Đây là một cái hộp của nó. Và có gì? Tai nghe, cốc sạc và cọng sạc của Mattel. Mới 100%. Em chỉ còn 5 máy thôi mọi người, nhanh tay nhanh tay. Đây là cái máy màu hồng ha, màu hồng nam tính. Còn đây là cái máy màu gold. Màu vàng gold. Cái hộp rất là đẹp. Có cái hộp Mattel này là đẹp thôi. Mấy hộp kia thì nó hơi dơ tí. Android 7 nha, 18 2500. Màu vàng. Cũng có ốp và sách hướng dẫn y chang nó luôn ha, một cái hộp phụ kiện. Cũng là 800 ngàn nha mọi người. Rồi, đó là những máy mà em giới thiệu cho mọi người ngày hôm nay ha. Một giới thiệu xong rồi khuya luôn rồi, khá là mệt. Rồi, mọi người mua máy thì liên hệ số điện thoại là 0834565430 ha. Chúc mọi người có một buổi tối ngủ ngon và buổi sáng thật ấm áp ha.